hãy cùng chào đón ban bình luận cực kỳ dễ thương. Đầu tiên, hãy cùng nhau chào đón nghệ sĩ Thu Trang. Tiếp theo, hãy chào đón nghệ sĩ Trường Giang. Có ai Trường Giang? Xin mời ca sĩ Tóc Tiên. Ca sĩ Tóc Tiên chị. Và lần đầu tiên xuất hiện tại mặt nạ ngôi sao, ca sĩ Quang Vinh. Anh Quang Vinh thân mến. Gì giờ... em mới nói gì? Công Vinh ở đây, Quang Vinh em nói Công Quang Vinh. Nhưng mà tại sao anh cứ gài em? Bây giờ hỏi chủ nhân đi, có phải không? Không, từ lúc bước vô đây tới giờ chưa ai gọi mình là Quang Vinh kia Công Vinh không. Ai là người gọi anh? Tóc Tiên đầu tiên. Thấy chưa? Ủa gì kỳ vậy? À, bị hại rồi, bị hại. Thôi quay trở lại với chương trình của chúng ta nha. Mình là chàng trai có cái mặt thù và mình sẽ mang đến cho tất cả các bạn khán giả nhiều điều thú vị. À, các bạn nhớ đón xem chương trình Mặt Nạ Ngôi Sao để có thể xem giọng hát của Mặt Thù Kaka lại nhé. Mặt Thù Kaka. Vest đẹp vậy ta. Ừ, mặc vest đẹp. Và bây giờ, màn song đấu giữa khủng long con Tha Măng và Mặt Thù Kaka xin được phép bắt đầu. Sáng sông biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày tóc chị giờ như đã phai. Hai bạn đây không phải là người dân hát dân ca. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, liều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu, đò ai không bến có họ buồn biết trôi về đâu. Nhung nhớ cùng đành câu hò thủy chung, nhung nhớ cùng đành như một con đò lẻ loi.
con đò lẻ loi. Một hôm bão tố mưa dầm ước con đò xưa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy. Bây giờ xin mời phần bình chọn đến từ quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần chia sẻ của cả hai nghệ sĩ này. Mặt thùng Kaka nè, tại sao Kaka lại chọn cái hình mẫu là mặt thùng? Liệu đây có phải là một cái tiêu chuẩn mới của các sái ca hay không? Bên trong cái thùng này thì sẽ có rất nhiều điều thú vị. Đỡ mà hồi với thú vị gì cha? Cái điều gì thú vị vậy bạn mặt thùng? Một gương mặt rất đẹp trai. Hai cái ông này hát cái dòng nhạc không phải của mình. Hai ông này hát cái dòng nhạc của ông hát hay lắm. Đeo mắt kiến, cái này là anh Quang Vinh, anh mớm cho em từ hồi nãy rồi. Anh nói là tiên đeo mắt kiến, tiên đeo mắt kiến. Đó, chứ không phải là em cũng không có tin mắt tới mức đó đâu. Cả hai đều lựa chọn một bài hát là dành cho giọng nữ chứ không phải là giọng nam. Dạ, tuy là mặt đẹp trai nhưng mà giọng máy. Chị mình có thể hát một bài hát khác với một cái giọng khác được không? Giọng đang trường rồi. Rồi, phục trường đây là anh bo luôn thì sao trời. Chỉnh kiến. 3, 2, 1, bắt đầu. Biển vắng mây xăm lanh tình anh sao đành. Lời hát lời yêu thương như sóng xưa trùng dương. Ngày hôm qua mắt nhòa niềm hạnh phúc có nhau vợ òa. Mà hôm nay đôi lứa sao xa tầm tay. Tôi lại hát giống anh Quang Vinh á. Vậy hát giống Quang Vinh. Đúng rồi. Không, bây giờ vậy có một cái giọng nào đặc trưng nữa để cho bạn này gì hát không ta? Về hát vừa giọng chuẩn ly vừa giọng đang trường được nè. Tình anh như nước con sông dài. Còn nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng. Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chậm ly đâu. Chiều quê hai đứa ai vui đùa. Em cũng khó chẳng chim sáo mùa con. Nhưng mà cái dòng nhạc chính mà bạn theo đuổi, bạn thích hát dòng nhạc gì? Dạ hát nhạc. Cái gì? Hát nhạc. Xin mời các bình luận viên cứ tiếp tục suy nghĩ. Và bây giờ quay trở lại với Khủng Long. Sao bên đây có giả giọng được của ai không ạ? Khủng Long rất là thích ca sĩ Ý Lan. 3, 2, 1. Đêm nay thời gian đứng yên lắng đau. Chỉ đôi tình nhân đang trong giấc mơ. Mưa rơi làm thêm khó câu dã từ vì đường xa ướt mưa. Kính thưa hai họ nhà trai nhà gái, cái ông này là một ông đã từng tham gia một cuộc thi nhá giọng ca sĩ trên truyền hình. Ông này tôi không còn lạ lắm gì nữa, tôi đã biết ông là ai. Cô mà là ai? Anh nói luôn đi. Tôi không nói đâu. Em thấy người mà giả giọng nhiều nhất là anh Trấn Thành thôi à. Bây giờ hỏi bạn áo vest đen là bạn là ca sĩ đúng không? Ca sĩ. Thì bây giờ bạn có từng hát trong nhóm nhạc không? Dạ không có. Bạn áo vest xám có hát ở trong nhóm nhạc không? Dạ, có thì có mà chưa thì chưa. Là sao? Có rồi bây giờ chưa có. Tức là đã từng có mà chưa từng có cũng có. Và vẫn còn rất nhiều sự nghi vấn hiện rõ trên gương mặt của các bình luận viên. Nhưng đầu tiên hãy đến với kết quả cho màn song đấu này giữa Khủng Long Con Tham Ăn và Mặt Thùng Kaka. Tỷ số là 40-59, một tỷ số khá chênh lệch. Và một trong hai nhân vật này sẽ được bước tiếp vào vòng trong. Người chiến thắng trong cặp song đấu này. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ dài. Đò ai không bến câu hò buồn biết tôi về đâu. Và một trong hai nhân vật này sẽ được bước tiếp vào vòng trong.
người chiến thắng trong cặp song đấu này. Chúc mừng chú khủng long bé nhỏ của tôi. Khủng long con Tam An vẫn tiếp tục giữ kín được thân phận của mình. Chúc mừng bạn. Trời ơi, thua đi đâu vậy? À, chúc mừng anh, này, cho đối thủ chúc mừng. À, đi vô đi khủng long. Khủng long con Tam An bây giờ cảm thấy rất là vui và giống như là được chút bỏ một gánh nặng vậy đó. Hãy chờ xem đúng không con hôm nay hát như thế nào nha. Bây giờ xin mời Mặt Thùng Kaka ra đây. À, tôi biết ông này rồi. Ông này ông nói là ông nhóm đúng không? Nếu ông nhóm thì chắc chắn là nhóm nam. Nhóm nhạc là nhóm nhạc nam là có hai nhóm vừa mới nghỉ hát. V-Music. 365. V-Music. 365. Nếu 365 là Johnny Ngô. Còn V-Music là Ngọc Khanh. Anh chỉ được chọn một mà thôi à? Không chọn, quyết định không chọn, sao bị phạt nữa? Phạt rồi sợ gì nữa? Đây chính là Ngọc Khanh, We Music. Như vậy, bình luận viên Trường Giang đã dự đoán rằng đây là ca sĩ Ngọc Khanh, cựu thành viên của nhóm We Music. Xin mời bình luận viên Thu Trang à. Phạm nhắn mắt. Quay, em mắt quay. Tiên, theo em là ai? Em chưa gặp Tony nhiều. Không, Tony nó thấp hơn. Tony thấp hơn. Dạ, mang về độn mà. Không, dày độn cũng vậy, nhìn cái biết nhìn nữa. Cái tướng là biết rồi, cái khung xương á. Công việc của thường thường ngày của bạn là ca sĩ hay diễn viên hài hay là diễn viên? Em là ca sĩ, một diễn viên, một MC. Ngọc Khánh đâu là MC trời. Anh lỡ rồi. Hay là Jun Sơn Ngọc Minh. Sơn Ngọc Minh. Xin mời anh Quang Vinh à. Sơn Ngọc Minh. Em nói đại đó anh Vinh à. Kìa mới cúi xuống thấy lỗ tai. Tôi cũng nói Sơn Ngọc Minh. Mới cúi xuống thấy đôi tay hơi nhọn nhọn kìa. Chúng ta hãy chờ đón xem đây là cựu thành viên của nhóm nhạc nào sau một bài hát. Xin mời. Ê, hình như mình không có nghe hát để mình đoán, mình tò đoán mò. Nghệ sĩ này là ai? Năm 2009 có thể được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của Sơn Ngọc Minh khi tham gia vào nhóm nhạc V-Music và là thành viên được đánh giá cao cả về ngoại hình lẫn giọng hát. V-Music nổi lên như một hiện tượng mới với phong cách chuyên nghiệp cùng định hướng rõ ràng, gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. V-Music! V-Music! Xin được chúc mừng nhóm V-Music! Năm 2014, V-Music tàn rã. Sơn Ngọc Minh bắt đầu bước vào sự nghiệp solo. Với hình ảnh nam tính cùng giọng hát trưởng thành, với sự đầu tư nghiêm túc được thể hiện qua hàng loạt các sản phẩm âm nhạc, Sơn Ngọc Minh đã ngày càng khẳng định tên tuổi của mình trong lòng người hâm mộ. Kính thưa quý vị, ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Anh Bo đâu? Anh Bo đang ở Mỹ. Em là một fan của anh Đan Trường 10 năm rồi. Thấy chưa? Nói chuyện cũng giống anh Bo, hát y chang Bo, làm sao trách tôi được. Ủa Minh, sao em không hát giọng thiệt mà em hát với anh Đan Trường chi vậy? Dạ, em muốn một lần thử thể hiện làm một thần tượng của mình để coi cảm giác nó như thế nào ạ. À, một lần không phải là giọng hát thiệt của mình á hả? Vậy mà cuối cùng cũng bị phát hiện ra. Đấy, anh Công Vinh phát hiện ra em liền. Lúc mà đang bàn luận á thì có nói là có khi nào là MC rồi diễn viên đồ ca sĩ, có khi nào là Sơn Ngọc Minh không? Tóc tiên khẳng định không. Sơn Ngọc Minh là cắt tóc rồi, tóc rất ngắn. Ờ gì nãy nói gì tiên, nói là nguyên văn tiên. Cạo đầu rồi. Tóc thì nói đầy đủ chắc chắn là chưa phải sợ là em quan tâm tới đồng nghiệp, em vô Facebook thấy ảnh cạo đầu thì đó em quan tâm, quan ghê tâm quá nè, quan tâm ghê đó. Cạo đầu cũng nửa năm rồi ạ. Nửa năm thôi rồi, quan tâm quá nè. Kính thưa hai họ nhà trai và nhà gái, đây là nữ ca sĩ đều luôn quan tâm bạn mình, nhớ bạn mình, nhưng đã 3-4 lần rồi. Khi hỏi ra 8 năm chưa gặp, khi hỏi ra nửa năm tóc mọc lại rồi. Tiên ơi là Tiên. Dạ. Chúng tôi đề nghị tha thiết chương trình, khán giả hãy ủng hộ bằng cách tiễn Tiên về America. Ủa anh, nếu như em nhớ
nhớ hết tất cả mọi người thì chương trình nó sẽ rất là buồn chán đúng không mọi người? Anh cần một lần em nhớ hết thì để cho các bạn có phấn chấn để kích thích. Một lần nó là vui rồi à? Một lần là trong đời thì em làm anh tức quá. Tại sao anh Quang Vinh lại đoán được trúng đây là ca sĩ Sơn Ngọc Minh à? Vinh đoán được tại vì Đeo Bắc Kiến, và có mấy lần anh Vinh gặp Minh thì hình như lần nào cũng thấy Đeo Bắc Kiến và đúng cái mắt kiến đó luôn. Và chúc mừng anh đã thoát khỏi cái trừng phạt của mình. Dạ, ném bộ tóc đi ạ. Quá hay, không hổ danh là tiền đạo chính của đội tuyển Việt Nam. Rồi. Bây giờ nhờ anh Công Vinh đội tóc lại cho chị Thủy Tiên nè. Đúng vậy. Đây, đi đây, đi đây. Cho em hình phạt khác được không vậy? Và chúng ta sẽ đến với hình phạt này sau. Sơn Ngọc Minh hãy nói lời cuối cùng đến tất cả quý vị khán giả đi ạ. Dạ, hôm nay đến đây bị lật mặt rồi. Hơi là cảm ơn tất cả các bạn khán giả, cũng như là cảm ơn mấy anh chị. Chị Tiên nhớ nè, những khách mời sau thì nhớ thiệt nha, chứ đừng có nhớ giả nữa nha, bị phạt nữa đó. Bản thân mình thì vẫn chưa hài lòng với tiết mục của mình. Hát sau một cái mặt nạ, mình có thể hát bất cứ một dòng nhạc nào, bất cứ một thể loại nào, và có thể giả thành một bất kỳ một ai mà không ai nhận ra được mình. Và khi mà đứng trên sân khấu, mình có thể làm những cái trò mà mình nghĩ trong đầu mà mình chưa dám làm. Khi mình chọn hình tượng Mặt Thùng Kaka thì thật ra là Mặt Thùng là cái music box. Nó có thể là chứa đựng rất nhiều điều thú vị trong đó. Khi mà mình khám phá từ từ thì nó sẽ có nhiều cái mới lạ hơn. Nhưng mà ai dè là mọi người đã khám phá nhanh quá. Thực ra là mình không còn muốn đi nữa. Và bây giờ để xem hình phạt xứng đáng nhất dành cho các bình luận viên đã đoán sai là như thế nào, hãy đến với phần trừng phạt dành cho các bình luận viên. Tôi đã bị phạt. Điều đó là cả thế giới công nhận. Kính thưa quan viên hai họ, chị Thú Trang và tiền đạo chính của chương trình đã xuất sắc đoán ra được Sơn Ngọc Minh là ca sĩ giấu sau mặt nạ, và nữ ca sĩ Tóc Tiên đã đoán đất quốc. Và bây giờ chúng ta sẽ không bắt cô ấy phải đeo mặt nạ, bởi vì đeo mặt nạ thì khán giả chương trình sẽ không thấy mặt cô. Đúng rồi. Chúng ta sẽ cho cô ấy đeo môi nạ. Nạ thấy gì? Đây. Cái đó là râu mà. Thì đó, râu trên môi, môi nạ. Cái cũng đẹp á Tiên. Đi với cái đầm xanh thì hợp á Tiên. Tiên có tàn tan tan là em phải đứng lên là giống như hoa hậu đúng không anh? Rồi. Đúng. Rồi trao vương miện nào. Người đàn bà có râu vô. Hey. Xin mời các giả chương trình. Đừng có cười nó đó. Đẹp rồi đó Tiên. Thôi bây giờ dán ở đây nó khó nói chuyện lắm. Thôi mình dán ở đây. Đây là nữ nghệ sĩ đến từ Phái Nga Mi. Cảm ơn bình luận viên Trường Giang rất nhiều. Quá. Cái gì nó cũng phải có công bằng hết. Tại vì đâu phải một mình em thua, cũng còn một người khác thua mà. Giang Xù cũng thua mà. Đó, cho nên là ta sẽ trả thù nhà ngươi. Tính hung anh một cái chứ gì. Chính xác. Hồi nãy anh Giang đã cho em môi nạ rồi. Bây giờ em sẽ cho anh son nạ của em. Quen biết với Trường Giang đã lâu, hôm nay mới thấy Trường Giang bận sơ mi, quần tây, tha son màu hồng. Mẹ ơi, con đã trưởng thành. Xin cảm ơn bạn bình luận rất nhiều.